Vụ nhóm bạn 5 người chơi cầu cơ khiến 2 người bỏ mạng, hé lộ sự thật phía sau. Mấy ngày qua, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ma quái với những dòng mô tả rùng rợn như: mọi người đã biết vụ chơi cầu cơ trong trường 5 người thì chết 2 người chưa? Có 5 người chơi cầu cơ nhưng gọi ra quỷ 5 người, bây giờ chỉ còn 3 người thôi do 2 người chết rồi. Được biết sự việc xảy ra khi một nhóm bạn đang học quân sự và phải ngủ lại tại một ngôi trường đã cũ. Sau đó nhóm bạn 5 người đã rủ nhau chơi cầu cơ và xảy ra vụ việc trên. Đi kèm theo đó là những hình ảnh và video ma quái có sự xuất hiện mờ ảo của một bóng trắng trong bức hình chụp tập thể. Bóng trắng bí ẩn đó còn xuất hiện ở hành lang và rõ nét nhất là có hẳn một video quay lại được cảnh một cái bóng đen lướt trên mặt đất trên lầu 2 của trường học khiến nhiều người kinh hãi. Vì tính ma quái và bí ẩn nên câu chuyện đã nhanh chóng gây chú ý và nhận về rất nhiều lượt bình luận từ cộng đồng mạng. Một số người tin sự việc là có thật, số còn lại bán tính bán nghi và hy vọng tất cả chỉ là một trò đùa nào đó. Đỉnh điểm, một số trang còn đăng tải thêm clip về một cô gái được cho là một trong 5 người cầu cơ nói trên. Trong clip, cô gái trong trạng thái tâm lý bất ổn, ngồi trên giường không ngừng la hét. Xung quanh là nhiều người đang cố gắng nói chuyện để tìm hiểu nguyên nhân sự việc, càng khiến người xem tăng thêm sự tin tưởng về độ chân thật của vụ việc. Tuy nhiên, không để sự việc đi quá xa, mới đây một người dùng TikTok tên là Đỗ Anh Khoa đã đăng tải video có tiêu đề "Giải mã chuyện ma khu quân sự", ghi lại hậu trường cảnh quay của những video ma mị trước đó. Thực chất, cảnh cái bóng lướt qua trên hành lang tầng 2 chính là một thanh niên nằm trên ván trượt bò bằng tay, chứ không hề có ma quỷ nào ở đây cả. Bên dưới phần bình luận, bạn này cũng khẳng định rằng đính chính là không ai bị gì sau vụ này nha, khiến dân mạng vỡ òa tìm ra lời giải đáp. Còn video cô gái hoảng loạn la hét thực chất là một sự việc xảy ra trước đó rất lâu ở một nơi khác, chứ không hề liên quan đến vụ việc cầu cơ nói trên. Nói tóm lại, tất cả chỉ là trò đùa của một nhóm bạn muốn gây chú ý nên đã dựng nên kịch bản và đóng giả những video như chúng ta đã thấy ở trên rồi đăng tải lên mạng xã hội. Sau khi biết được chân tướng sự việc, nhiều người đã để lại bình luận: vậy mà làm tôi mất ngủ mấy ngày nay, đi vệ sinh còn không dám, tức thiệt đó. Giỡn kiểu này đến lúc xảy ra thật thì trời cứu nha mấy bạn. Lúc đầu tôi cũng nghi nghi rồi, mà coi lại vẫn thấy sợ, đùa kiểu này không vui đâu nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin 3 Phút Bí Ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tin 3 Phút chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.